nay thế giới của tụi mình đã bị thu nhỏ lại và mình chỉ có thể di chuyển trong khu vực đó, và cách duy nhất để mở rộng thế giới đó chính là khi mình hồi sinh thì thế giới nó sẽ mở rộng ra. Và liệu thế giới này sẽ được mở rộng tới mức nào, các bạn hãy coi hết video để biết nha. Sao hôm nay làng sinh tố mình nó kỳ kỳ vậy ta? Mọi người để ý cái bầu trời. Đúng rồi, nó có cái gì? Ôi, sao cái bầu trời nó như đang bị bao bọc và như nó đang dần thu nhỏ lại kìa mọi người. Coi kìa, Ê, thông ca được rồi. Như đây là làng sinh tố mà sao nó bị thu nhỏ lại rồi các bạn ơi. Nó có cái lớp gì đó đẩy mình vô này các bạn. Mình không đi ra được luôn rồi, chết rồi các bạn ơi. Vậy là tụi mình bị kẹt trong một cái hả khối thu nhỏ luôn rồi mọi người ơi. Trong này chật chội sao mà sống nổi. Đúng rồi. Có cách nào để mà mở rộng cái thế giới này ra không? Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà quan trọng là bây giờ ai đã làm ra chuyện này vậy? Ai đã thu nhỏ làng sinh tố của tôi mình? Chính là tao đây. Tiếng ai vậy? Ai thả âm thanh nó phát ra từ đâu vậy? Ôi kì vậy? Cửa đầu bò. Ôi trời đất ơi, là cửa đầu bò sao? Chính là tao đã tạo ra thử thách để cho các ngươi đó. Trời đất ơi, có một gợi ý, đó là mỗi lần các ngươi hồi sinh thì thế giới này sẽ được mở rộng. Còn bây giờ thì tao đi rồi. Bye bye. Ông biến mất luôn rồi. Ê, nhưng mà lúc nãy ông có đầu bò bảo cứ mỗi lần hồi sinh là thế giới sẽ được mở rộng. Là sao vậy? Cái này quen quen vậy. Hình như tôi tham gia thử thách này rồi đó. Thế ông đã từng tham gia thử thách này đúng luôn rồi. Hả? Đúng rồi. Do ông khứa đầu bò thì làm ngoái. Có nghĩa là mỗi lần mình chết và hồi sinh lại trong Minecraft thì thế giới sẽ được mở rộng. Tao làm có cách này nè. Hả? Cái gì đó? Cách gì vậy? Trời ơi. Sao mày đấm tao vậy? Thì mày cho mày muốn hồi sinh mà. Nếu mà mình vừa hồi sinh xong rồi thì đâu có thấy gì sao? Ok, thế giới mở rộng. Ôi, thế mở rộng. Ôi, bự ra cho thế giới. Vừa bự ra rồi kia mọi người, chúng ta đã có thể gì vậy? Trời ơi, xích nữa vô được nhà chị Na luôn kìa. Ui, bên này vô được ông sơ tiếp bán đồ rồi ơi. Nhưng mà hình như nó vẫn chưa rộng rãi lắm. Ôi dạ, hồi sinh tiếp nữa đi. Cái gì? Lại là em đó. Sao cái tôi hồi sinh hoài vậy các bạn? Ai hồi sinh là cũng được tính mà sao tính tôi nhờ tôi hoài gì? Rồi, tôi gà hồi sinh tiếp đi, tôi gà giúp mọi người. Rồi, được rồi, bình tĩnh. Được rồi, để tôi. Nhưng mà thôi, đừng có đánh tôi, đã có cách nào hồi sinh nó nhẹ nhàng, nó đỡ đau hơn không mọi người? Để suy nghĩ coi nào. Cách gì? Hình như bên kia có cái chỗ nước của nhà Huy Nóc kìa. Tôi có một cái ý này có vẻ hợp lý nha. Nếu như mà mình nhảy xuống nước như thế này và chờ cho cái bong bóng trong Minecraft của mình nó hết nước thì sao ta? Hết bong bong nước rồi này các bạn ơi. Bye bye tô gà. Lần này là tôi hy sinh cho mọi người đó. Lần sau là người khác đây nha. Ui, còn một tim nữa nè. Được rồi, bye bye mọi người. Ui kìa, tôi lại hồi sinh và thế giới sẽ lại được mở rộng nữa sao? Mọi người nhìn kìa, thế giới đã mở rộng ra nữa. Wow. Ui, bây giờ nhà của chị Nabi đã được mở rộng. Mình có thể đi vô trong nhà chị Nabi luôn. Nhà Hi Ha cũng vậy. Và tư tưởng nhà Nabi nhà siêu thiểu vậy. Yeah, thà rộng như vậy còn hơn chứ như lúc ban đầu chật chội không có làm được gì hết trơn các bạn. Đúng ơi. Đúng rồi. Cuối cùng cũng được đi mua sắm rồi. Ôi trời ơi, Nabi nó phải nghe nó được vô siêu thị lên. Bây giờ nó được mua sắm rồi kìa. Nhưng mà từ từ mình thấy nó vẫn chưa rộng lắm các bạn. Tại vì nó chưa tới được nhà của mình tất kỳ. Nên là bây giờ mình vẫn muốn mở rộng hơn. Giờ sao ta? Hả? Đâu, đằng kia hả? Đâu đi tới thử coi. Ui kìa, vậy hình như là đó. Ui, đây là một cái tên lửa được bán trong siêu thị sao? Mình có thể làm gì với cái tên lửa này vậy? Mọi người có cùng ý kiến với tôi không mọi người? Được rồi, chúng ta sẽ mua cái tên lửa này các bạn. Chắc bây giờ mọi người biết tôi sẽ làm gì rồi chứ. Rồi, tôi tính ra cho mình quyết định mua hết chỗ này luôn. Trời ơi, mua hết chỗ đó luôn hả Huy Nấp? Đúng rồi, nhưng mà mày thanh toán nha. Tao thanh toán hả? Cũng được thôi, được rồi, để tôi thanh toán cho Huy Nấp này. Thanh toán nè. Nếu như trời vậy ơi, thì cho mày bắn tao. Thế giới lại được mở rộng luôn kìa mọi người. Mọi người ơi, đâu nó vừa mở rộng lên một chút xíu kìa mọi người. Trời ơi, nhờ Huy Nấp ơi. Nhưng mà Huy Nấp ơi, tao có ý này. Tại vì cây súng tên lửa này nó vẫn còn đạn nè. Chạy đi đâu. Ui, nếu mà Huy Nấp lại hồi sinh nữa thì thế giới sẽ lại được mở rộng nữa rồi con. Nếu như vậy thì Huy Nấp ơi, đừng nha. Trời. Xin lỗi Huy Nấp nhiều, nhưng mà thế giới lại được mở rộng rồi kìa mọi người ơi. Nhìn kìa, nó mở rộng hơn nữa rồi. Hình như là mình đã thấy được căn nhà của mình rồi. Yeah. Mọi người thấy xem nè, nhà của
rồi, vậy là coi như làng sinh tố đã được mở rộng và nhà mình đã được có trong cái khu vực mở rộng luôn rồi, vui quá đi à. Gần như là mình đã mở rộng bao bọc nguyên cái làng sinh tố luôn rồi đây các bạn ơi. Wow. Mà mọi người ơi, chưa tới nhà của tôi. Nhà của dân phía bên trái nó vẫn chưa được mở rộng tới kia các bạn ơi, mặc dù nhà mình đã thấy rồi. Ê, nhà tôi xa quá à. Thôi được rồi, để coi. Ơi, bây giờ súng cũng hết đạn rồi, dắt ơi, không để bắn Huy để mà giúp ông được. Ê, đây gì bắn hoài mày. Bây giờ chúng ta phải kiếm cách khác để hồi sinh đi mọi người à. Các bạn đang coi video, các bạn còn cách hồi sinh nào trong Minecraft không? Chỉ tụi mình coi. Đúng rồi. Ui, chị Nabi vừa nói xong là có bạn fan vừa comment nè mọi người, nghe nè. Tô gà ơi, hãy dùng cái cây để đè anh dắt đi. Ui, gì vậy? Nghe cũng hợp lý nha. Đúng rồi, nghe hợp lý nha. Hợp lý. Nhẹ nhàng không đi. Dù gì cái này cũng là nhà của ông, mở rộng nhà ông chứ nhà ai. Đúng rồi. Cũng được nhưng mà nhớ nhẹ nhàng thôi nha mọi người. Thôi được rồi, được rồi, tôi sẽ cho ông ca đi nhẹ nhàng mà. Trời đất ơi, tội nghiệp dắt hay chứ. Ui, dắt ba Huy Nabi ơi, lại đây phụ tôi đẩy cái cây này cái coi. Dắt sẵn sàng cho tôi chuẩn bị đẩy nha, dắt ơi. Mọi người. Được rồi, đẩy nè, đẩy, cố lên. Đẩy. Nếu như vậy có nghĩa là thế giới lại đang được mở rộng nữa rồi mọi người ơi. Vậy thấy nhà tôi rồi, thấy nhà tôi rồi. Thấy được nhà của Dắt rồi kìa mọi người. Trời ơi, chúc mừng Dắt cho, chúc mừng Dắt nhiều nha. Trời ơi, vậy là tất cả cái căn nhà đều có trong làng sinh tố rồi mọi người ơi. Nhưng mà quan trọng bây giờ, muốn kết thúc được cái này thì chúng ta phải tìm ông Khứa Đầu Bò, người đã bắt đầu trò chơi này các bạn. Để kết thúc nó thôi. Nhưng mà biết ổng ở đâu cái đâu vậy tìm gì vậy? Trời ơi, đồ, có ngồi thì đuổi ra tao đó. Ôi, ông kia mọi người bắt ơi, ông kia kìa. Đừng đem Khứa Đầu Bò đứng lại đi, ông Khứa Đầu Bò kia. Tôi sẽ bắt được ông trả lại thế giới bình thường cho tôi đi nào. Ông kia, ông đứng lại, tại sao ông lại hả? Đứng lại. Ông hết đường chạy rồi nha, bây giờ tôi sẽ bắt ông này đứng lại đó. Trời ơi, cái gì? Sao ông đi qua được cái hạ lớp màn này vậy? Thì ổng là người tạo ra trò chơi. Trời đất ơi, tức thiệt chứ. Muốn bắt được ông chúng ta thì phải mở rộng tiếp cái thế giới của chúng ta ra thôi các bạn à. Nhưng mà muốn mở rộng thì ủa, phải hồi về sinh nhà mày hả? Còn cách nào để hồi sinh không? Mọi người ơi, đi vô nhà tôi xem thử có cách nào để hồi sinh thêm nữa. Mọi người vô đây để coi. Để xem coi. Nhà của tôi nó an toàn quá các bạn. Nó chỉ có cái giường. Ôi từ từ, nếu mà cái giường thì từ nha, tôi có ý tưởng này nha mọi người. Đây chính là cái giường gai này mọi người ơi. Bạn nhớ là trong Minecraft khi mình ngủ lên một cái giường thì nó sẽ lưu điểm hồi sinh của mình, thì mình sẽ hồi sinh ở đó. Nhưng mà đây là cái giường gai, có nghĩa là mình vừa hồi sinh trên giường thì mình sẽ lại bị dính cái gai và mình sẽ lại hy sinh và mình sẽ lại hồi sinh trên cái giường, và nó sẽ tạo thành một cái vòng lặp vô tận khiến mình hồi sinh liên tục và mình có thể mở rộng thế giới này một cách siêu lẻ luôn. Trời ơi, tôi gà thông minh quá vậy. Trời đất ơi, quá khen. Vậy tôi gà ngủ đi nha. Đúng rồi. À, thì mày nghĩ ra ý tưởng này mà. Trời ơi, được rồi. Ok, được rồi. Vậy bây giờ tôi sẽ hy sinh tôi ngủ trên cái giường gai này coi. Để coi nó sẽ hoạt động thiệt không nha. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Hãy chào. Ôi trời ơi. Nó hoạt động thiệt đây coi. Ôi, tôi ngủ. Hình như cái số lượng chân mình đang tăng lên và thế giới vẫn đang được mở rộng kìa mọi người ơi. Vậy là chúng ta đang đi đúng hướng rồi đó. Wow, tôi chết hoài luôn nè. Tôi hy sinh lắm rồi đó mọi người ơi. Được rồi, cố lên nào, không biết thế giới mở rộng tới mức nào rồi ta. Mệt quá các bạn ơi, mệt ngủ quá đi, cho gà ơi, ngủ tiếp đi. Biết rồi, cứ ngủ rồi. Con lên đây mà ngủ này, ngủ tiếp. Ôi trời, sao tôi không ngủ được rồi, bạn chỉ có thể ngủ vào buổi tối. Ui cái vậy, hình như là trời sáng rồi. Trời sáng rồi. Nhưng mà nếu trời sáng thì mình có thể thấy được bầu trời mặt trời hay vậy mọi người. Ôi không lẽ nào, mà tại vì mình hồi sinh nhiều quá nên là cái giới hạn thế giới nó đã biến mất luôn rồi. Mở rộng ra khỏi vũ trụ luôn rồi hả? Vậy có nghĩa là mình đã đạt tới số lần giới hạn của lần hồi sinh của mình, nên là mình đã thắng luôn rồi. Sao đã thế giới đó không còn được mở rộng nữa được luôn rồi. Và số lần hồi sinh của mình nó đã lên 9,999,999 luôn rồi kìa mọi người ơi. 999 luôn. Ôi trời ơi, chúc mừng các ngươi nha. Ông Khứa Đầu Bò kìa, tức tiêu chứ. Ông này chính là ông đã tạo ra thử thách này. Bây giờ tôi sẽ xử lý ông cho ông hồi sinh nè. Đứng lại đó. Ok, thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Các bạn thích video này đừng lại tôi một like, một subscribe. Bây giờ tôi phải đi xử ông Khứa Đầu Bò đây các bạn. Các bạn ủng hộ tôi xử ông này thì comment bên dưới nha. Quay giờ thì đứng lại đó cho tôi. Đứng lại. Tôi sẽ xử ông nè. Bạn cũng đừng quên ghé qua
video của Dắt để coi cái thử thách cũng tương tự như vậy. Các bạn coi giờ tin. Bye bye mọi người.